Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Đối mặt bão mạnh, Nhật Bản hủy hàng trăm chuyến bay, khẩn trương sơ tán dân. Hàng ngàn người dân ở miền Bắc Nhật Bản đã được lệnh sơ tán trong khi hàng trăm chuyến bay bị hủy trong ngày 16 tháng 8 do nguy cơ lũ lụt và lở đất khi siêu bão Ampo đang tiến vào khu vực. Theo đó, các chuyến bay và tàu ở khu vực Tokyo đã bị hủy vì cảnh báo về gió mạnh và mưa lớn từ cơn bão Ampo. Dự kiến sẽ tấn công vùng biển gần Tokyo vào tối 16 tháng 8 và sau đó tiếp tục di chuyển về phía Bắc, gây gió mạnh và mưa lớn đến các vùng Kanto và Tohoku vào sáng ngày 17 tháng 8. Bão Ampo dự kiến sẽ không đổ bộ vào đất liền và có thể suy yếu thành bão nhiệt đới vào ngày 18 tháng 8. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Ampo có tốc độ gió 45 m/s với tốc độ gió giật tối đa 60 m/s, 216 km/h. Khu vực Kanto dự kiến sẽ hứng chịu những cơn gió mạnh dữ dội có thể gây thương tích cho người đi đường do các mảnh vỡ bay tứ tung hoặc thậm chí thổi lật xe tải đang di chuyển, cơ quan này cảnh báo trên trang web. Thành phố Iwaki thuộc tỉnh Fukushima ở đông bắc Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán cho khoảng 323.000 cư dân, yêu cầu họ sơ tán do khả năng mưa lớn và gió mạnh vào sáng ngày 17 tháng 7. Hơn 30 địa điểm đã được cung cấp làm nơi trú ẩn an toàn, bao gồm các phòng tập thể dục của trường học và các trung tâm cộng đồng. Cảnh báo sơ tán cũng được gửi đến các khu vực có nguy cơ tại các thành phố Asahi và Mobarashi ở tỉnh Chiba, phía đông Tokyo. Hãng hàng không ANA của Nhật thông báo hủy 281 chuyến bay nội địa và 54 chuyến bay quốc tế dự kiến khởi hành hoặc đến trong ngày 16 tháng 8, khiến gần 70.000 hành khách bị ảnh hưởng. Sau đó, ANA cho biết thêm sẽ hủy 32 chuyến. Japan Airlines cũng thông báo kế hoạch hủy 281 chuyến bay nội địa và 38 chuyến bay quốc tế trong ngày 16 tháng 8, khiến khoảng 50.000 hành khách bị ảnh hưởng. Tàu cao tốc Shinkansen chạy giữa Tokyo và Nagoya đã dừng hoạt động trong cả ngày. Tàu cao tốc phục vụ vùng đông bắc Nhật Bản và một số tàu địa phương ở Tokyo đã dừng lại hoặc chuyển sang lịch trình chậm hơn. Công ty đường sắt cho biết sẽ đưa ra quyết định vào sáng ngày 17 tháng 8 về việc có mở cửa hoạt động trở lại hay không. Các nhà hàng, cửa hàng bách hóa và công viên giải trí đã đóng cửa hoặc cắt giảm giờ hoạt động. Chính quyền Nga dự kiến sẽ sơ tán gần 194.000 người khỏi các khu vực ở tỉnh Kursk và Belgorod sau khi Ukraine tiến hành cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga hồi tuần trước, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột. Đây cũng được cho là cuộc sơ tán dân thường lớn nhất tại Nga kể từ năm 1999. Ngày 12 tháng 8, những người dân từ các khu vực của vùng Belgorod gần biên giới Nga-Ukraine đã sơ tán đến Strozhal, thị trấn ở phía bắc của Belgorod. Sau khi chính quyền ban bố lệnh sơ tán, nhiều người vội vã rời khỏi nhà, chỉ kịp mang theo ít đồ dùng cần thiết. Khi nghe được thông báo trên loa phát thanh của thị trấn, đồng nghiệp của tôi đã gọi cho tôi và bảo tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Tiếng còi báo động không kích vang lên gần như mỗi ngày tại thành phố Belgorod, khiến mọi người phải chạy đi tìm nơi trú ẩn. Điều đó nhắc nhở không phải mọi dân thường đều có thể được bảo vệ khỏi bạo lực chiến tranh và xung đột ở Ukraine, cũng là thực tế mà người dân Nga nơi đây phải đối mặt. Có một vụ pháo kích cùng tiếng nổ lớn ở ngay làng bên cạnh. Chúng tôi rất lo lắng. Thống đốc vùng Belgorod của Nga ngày 12 tháng 8 đã đến gõ cửa từng nhà ở ngôi làng gần biên giới Nga-Ukraine nhằm vận động người dân đi sơ tán. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga áp dụng các biện pháp an ninh tại 3 khu vực, trong đó có Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công. Các biện pháp này có thể bao gồm di dời người dân đến các khu vực an toàn, đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm. Ở nhà tôi còn một đàn gà, tôi đã để lại ít thức ăn và nước uống cho chúng. Nhưng có lẽ khi chúng tôi quay về sẽ chẳng còn gì nữa. Với cư dân Belgorod, tình trạng gián đoạn trong nhịp sống hàng ngày thường xuyên xảy ra và các dấu hiệu chiến tranh luôn hiện rõ. Tại đây, người dân phải tập quen với cảnh lính tráng xuất hiện trên đường phố và các khối xi măng lớn đặt tại các trạm xe buýt để bảo vệ người dân khỏi các vụ nổ tiềm ẩn. Xe buýt sẽ ngừng chạy khi có cảnh báo về mối đe dọa tên lửa, buộc mọi người phải xuống xe và đi bộ. Các trường tiểu học chuyển sang dạy học trực tuyến, còn các trường trung học đang thực hiện mô hình kết hợp giữa học từ xa và ở lớp, tương tự cách nhiều cơ sở ở Ukraine đang hoạt động.
Theo kênh Euronews, Belgorod đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc không kích khi quân đội Ukraine tìm cách làm cuộc xung đột trở nên rõ ràng và hữu hình nhất có thể trong chính lãnh thổ của Nga. Tháng 12 năm ngoái, 25 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket vào thành phố Belgorod khiến hàng trăm dân thường phải sơ tán. Không chỉ tại Belgorod mà những người dân thuộc vùng Kursk của Nga cũng đã trải qua những ngày thấp thỏm lo âu khi leo thang căng thẳng cận kề. Hãng tin TASS dẫn thông tin từ cơ quan tình trạng khẩn cấp vùng Kursk cho biết ít nhất 76.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực giáp biên giới với Ukraine ở vùng Kursk của Nga sau khi Ukraine tấn công vào khu vực này. Những người sơ tán từ vùng Kursk của Nga đã được chuyển về một trung tâm lưu trú tạm thời ở thị trấn Azov ngày 12 tháng 8. Đối với Tatiana Pachina, cảm giác sợ hãi khi vội vã đi sơ tán vẫn còn hằn trong tâm trí cô. Pachina cho biết, thời khắc đó cô chỉ hy vọng gia đình sẽ không gặp tai nạn khi ô tô của họ di chuyển với tốc độ rất nhanh. Chúng tôi đang lái xe và tôi đã cầu nguyện rằng chúng tôi không gặp tai nạn. Bên trong xe có cả con rể và con gái tôi và các cháu nữa. Chỉ đến khi chúng tôi tấp vào trạm dừng nghỉ, chỉ khi đó chúng tôi mới nhận ra rằng mình đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Chúng tôi đã bị sốc. Tôi cảm giác không thể diễn tả được. Cũng giống với gia đình Tatiana, cô Christina cũng chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về khoảnh khắc vội vã đi sơ tán và chỉ kịp lấy đi những đồ đạc quý giá nhất trước khi rời khỏi nhà. Chúng tôi không còn nghĩ được gì nhiều, chỉ nhanh chóng thu dọn mọi thứ có thể, rồi lên xe và rời đi thật nhanh để không bị pháo kích. Đối với tôi, khi đã rời đi, tức là cả cuộc đời tôi đã bị bỏ lại phía sau. Nhà cửa, bạn bè, hàng xóm láng giềng, mọi thứ chúng tôi có đều bị bỏ lại ở đó. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết hơn 370 trung tâm tạm trú tại 54 khu vực của nước này đã sẵn sàng tiếp nhận cư dân ở các địa phương biên giới thuộc tỉnh Kursk, với sức chứa lên tới 28.500 người. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 13 tháng 8 thông báo Kiev đã chiếm được 74 khu dân cư tại tỉnh Kursk. Giới chức quân đội Ukraine ước tính lực lượng nước này đang kiểm soát hơn 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Theo giới phân tích, đây cũng có thể là nỗ lực của chính phủ Ukraine nhằm chuyển hướng sự chú ý của giới truyền thông trước khi tình hình đang xấu đi nhanh chóng ở miền Đông, hoặc giúp giảm bớt sức ép cho các đơn vị Ukraine đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga trên những mặt trận khác. Trong khi đó, ở phía bên kia biên giới, phần lớn người dân Ukraine ở các khu vực giáp biên giới đều đã sơ tán khi chiến sự tràn qua miền Nam và miền Đông nước này. Tuy nhiên, vẫn còn đó những người dân kiên trì bám trụ lại địa phương, sản xuất, canh tác giữa bom rơi đạn lạc, đối mặt với cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt. Ông Yuri Olyinik, một nông dân chăn nuôi bò sữa, là một trong số ít những người vẫn trụ lại vùng biên giới Đông Bắc Ukraine, cách nơi giao tranh trong lãnh thổ Nga chỉ vài km. Ông và những người nông dân khác vẫn chọn ở lại làng Basiska, vùng Sumy, sát khu vực biên giới Ukraine hàng tháng trời, trong lúc tên lửa, thiết bị bay không người lái và đạn chùm từ Nga liên tiếp trút xuống, khiến nhiều người thiệt mạng, tàn phá nhà cửa và đàn gia súc. Ông cho biết, từ khi quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk hôm 6 tháng 8, bom đạn dội vào vùng Sumy, trong đó có ngôi làng của ông, dường như chưa bao giờ ngừng lại. Nhưng ông Yuri, cũng là thành viên hội đồng địa phương, vẫn quyết tâm ở lại cùng đàn gia súc. Tôi lớn lên ở đây, sinh ra ở đây. Đây là quê hương, là nguồn cội của tôi. Chúng tôi đã thống nhất, tôi sẽ là người cuối cùng rời đi. Tuy nhiên, với những người khác cùng khu phố,
bây giờ đã quá muộn. Yuri Malovani từng quyết tâm ở lại cho tới khi đạn chùm rơi xuống trang trại của ông hôm 6 tháng 8, giết chết và làm bị thương 30 con bò. Mọi thứ bị phá hủy. Tôi vừa gây dựng lại đàn gia súc chỉ một tháng trước. Tôi đã không bỏ chạy. Tôi đã sống ở đây suốt 3 năm mưa bom bão đạn. Tôi từng không tính tới chuyện rời đi. Nếu trang trại không bị phá hủy, có lẽ tôi vẫn sẽ ở lại. Các cuộc đấu pháo, không kích và giao tranh ác liệt kéo dài hơn 2 năm qua đã phá hủy những con đường, những ngôi làng và cả các cánh đồng dọc chiến tuyến dài gần 1.000 km của Ukraine. Có những nơi bị san phẳng và sẽ phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm để hồi sinh. Tuy nhiên, đằng sau những đống đổ nát ấy vẫn là nhà cửa của những cư dân không muốn rời đi.